Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisselmon. Ở tập trước á, thì mình đã có được hai người bạn đồng hành, đó chính là Charmander cũng như là một người bạn khác, đó chính là Fanbi. Và trong thời gian dài tập á, mình cũng có đi xung quanh nhà tìm những cái Pokemon cấp thấp và khiêu chiến. Và giờ thì hai Pokemon của mình đã lên cấp 10 mét rồi các bạn ơi, cũng khá là ok á, nhưng mà vẫn chưa có tiến hóa được nữa. Và em Charmander của mình không hiểu sao phần đuôi không có cháy lửa ta. Cái lúc mà mình đi chiến đấu thì mình thấy đuôi vẫn cháy lửa nha, nhưng mà về nhà cái đuôi tắt lửa mất tiêu à. Rồi, và bên cạnh đó thì mình cũng có làm một cái vườn lúa nhỏ nhỏ nè, để mình tạo ra những cái ổ bánh mì á, có cái mà ăn qua ngày các bạn ơi. Chứ thật sự á, là ở tập trước là mình đói mèo em cả buổi trời luôn ý. Và mình cũng có nung những cái sắt này và những cái aluminum ra rồi, để mình có thể tiếp tục với công việc chế tạo. Trời đã tối rồi nên mình sẽ ngủ một giấc nhé, rồi sáng thức dậy thì mình sẽ bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay, đó chính là đi mai để tìm thêm khoáng sản và mang về chế tạo những cái quả bóng Pokemon. Trong rương của mình thì mình còn 13 cái quả bóng Pokemon thường, một quả bóng Pokemon cấp độ Ray nè. Nhưng mà mấy cái này thì nó chưa có xịn hẳn đâu. Mình dự định sẽ làm những cái quả bóng như là Ultra Ball này. Rồi Master Ball thì hình như mình phải mở mấy cái rương á các bạn ơi mới ra được hay sao ấy. Rồi Liver Ball này, Moon Ball này và rất nhiều loại bóng Pokemon khác á. Mỗi cái thì sẽ có một cái công dụng riêng. Và coi nào, trước khi đi thì quên mất. Mấy cái Apricorn đâu rồi? Đây, mình phải trồng cái đã. Trong thời gian dưới tập mình mãi lo khiêu chiến mà quên trồng mấy cái Apricorn này rồi. Để mình trồng chỗ nào cho thuận lợi giờ ta. Đây, mình sẽ trồng ngay chỗ này luôn đi các bạn ơi, cạnh cái nhà mình luôn nè. Nhưng mà mình cần phải dọn cỏ cái đã, để mồi không có không gian mà kiểu như là trồng đâu. Lúc trước á, mình đi ngang mấy Pokemon này á, khịa mình liên tục luôn ấy. Mình đi 2-3 bước là lại đòi khiêu chiến với mình. Giờ thì Pokemon mình đã lên cấp mười mấy rồi nên hết dám cà khịa mình á. Rồi, trồng những cái Apricorn xuống thôi. Ở đây thì có khá là nhiều màu nè, như màu đen mình có tới 3 cái. Màu xanh nè, rồi màu trắng, cái đến là màu vàng. Đó, hết rồi. Và lúa thì mình sẽ thu hoạch thêm một mớ nữa nhá, để làm thêm bánh mì á. Rồi xíu đi mai có cái mà ăn, chứ thật ra đi mai mình chạy nhảy nhiều lắm luôn á, mà không có thức ăn thì mình nghĩ sẽ không đủ để sống sót khi trở về đâu. Ui, à, Snubbull là Pokemon nào vậy? Ủa, Pokemon nào khiêu chiến mình vậy ta? À, liều thiệt á. Được, chiến đấu thì chiến đấu thôi. Và Pokemon Charmander của mình đã học thêm kỹ năng phun lửa rồi nè các bạn ơi, cũng như là một kỹ năng mang tên là Smoke Green á. Nhưng mà mình sẽ sử dụng kỹ năng phun lửa trước nha. Ủa, em Snubbull là em Pokemon nào vậy? Làm thêm một lần nữa coi. Ở đây nè, em Pokemon đây nè. Nhưng mà em ấy thua rồi, được thêm kinh nghiệm nè. Và rơi ra xương dưới mía đường hả? Ok, mình sẽ lượm luôn nhá. Ê, tên mình đã thân thiện rồi, không muốn cà kệ nữa rồi đó, mà cũng cứ kiếm chuyện với mình à, bỏ tay thiệt lượn. Rồi, và vô trong chế tạo thôi. Trước khi tiếp tục video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một ứng dụng có thể giúp chúng ta dọn dẹp rác, diệt virus cũng như là tăng tốc bộ nhớ rất là hữu ích, đó chính là ứng dụng iSecurity. Và chức năng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chức năng diệt virus. Với chức năng này á, thì ứng dụng sẽ tự tìm những cái lỗ hổng, những cái con virus và kiểm tra coi thiết bị có an toàn hay không. Bên cạnh đó thì ứng dụng còn có thêm một chức năng, đó chính là tăng tốc game. Mình chỉ cần thêm game mình cần tăng tốc á, chẳng hạn như là game này đi. Rồi sau đó thì mở ứng dụng lên thì game á, sẽ tự động được ứng dụng tăng tốc luôn nhá. Và sau khi chơi game á, nếu máy có nóng quá thì đừng lo, iSecurity sẽ cung cấp thêm một chức năng, đó chính là hạ nhiệt độ CPU. Với chức năng này á, thì ứng dụng sẽ đo nhiệt độ nè, rồi tự tối ưu và làm giảm nhiệt độ của máy để chúng ta có thể sử dụng mượt mà hơn. Và với những chức năng hữu ích trên thì đừng ngần ngại đánh giá 5 sao cho ứng dụng nhé. Còn giờ thì tiếp tục vào video thôi. Thay vì cho vô cái chỗ chữa thương cho Pokemon thì các bạn có chỉ mình một cái câu lệnh rất là hay luôn, đó chính là Pokeheal giống như vậy nè. Khi mình sử dụng câu lệnh này á thì mình sẽ được hồi máu cho Pokemon nhanh hơn một xíu, đỡ phải mất công chạy về nhà á. Rất là tiện lợi trong lúc mình đi cà khịa mấy cái em Pokemon khác luôn. Rồi giờ thì mình sẽ làm cho mình một ít cái ổ bánh mì nha. Nãy giờ chế tạo bánh mì mà cũng không yên với mấy
bé Pokemon xung quanh đây nữa và nung một ít cái thịt để khi nào trở về nhà mình có cái mà ăn. Và giờ thì chắc mình sẽ lên đường đi tìm những cái khoáng sản mới thôi. Ủa nhưng mà có em Clefairy này muốn khiêu chiến với mình nè. Em này không biết hệ gì ta mà cấp 15 lận á. Nếu muốn chiến đấu thì được luôn. Mình sẽ tiếp chiêu với em này. Ủa nhưng mà em này có vẻ khá là yếu nè các bạn ơi. Chắc mình chỉ kiểu như là đấu với em này thôi chứ mình không có bắt em này đâu. Mình muốn bắt một em nào đó như, kiểu như Pikachu ấy. Mạnh thì mạnh hẳn luôn đi các bạn ơi. Đỡ phải bắt nhiều lần. Nhưng mà em này cũng dễ thương thiệt. Hay là dùng một quả bóng Pokemon đi nhờ. Mình nhiều bóng Pokemon mà sợ gì. Đây lấy một quả bóng Pokemon nè. Hy vọng là bắt được, hy vọng là bắt được. Chứ mình tấn công một đòn nữa là em ấy em đi luôn á, không có bắt được đâu. Được không, được không? Yay, bắt được rồi nè. Đây nè các bạn ơi. Mình sẽ triệu hồi em Clefairy ra nhá. Đây nè. Wow, em này là... Ủa đây là hệ gì mà ngộ vậy? Đây là hệ gì nhìn rất là ngộ luôn á. Mình cũng không biết nhiều thông tin về hệ này nữa. Và mình sẽ thử xem coi em này có mấy kỹ năng gây được sát thương nha. Coi nào. Kỹ năng đầu tiên là không gây được sát thương nè. Kỹ năng thứ hai cũng không luôn. Kỹ năng thứ ba cũng không luôn. Ủa gì? Vậy kỹ năng nào của em mới gây được sát thương vậy? Ủa gì này, này? Đây là em Pokemon hệ gì vậy? Mình cũng không hiểu rõ nữa. Nhưng mà giờ thì mình sẽ cho em ấy vô trong nha. Để mình có thể hồi phục lại vết thương á. Nãy trong lúc thuần phục thì em ấy đã mất khá là nhiều vết thương rồi. Rồi chữa thương xong rồi nên bây giờ mình sẽ tiếp tục đi mai thôi. Nè, Apricorn cây nó đang lớn nè các bạn ơi. Ui, vậy là không bao lâu nữa chúng ta sẽ có được những cái trái Apricorn mới rồi. Và chế tạo những quả bóng chứa Pokemon ấy. Được thiệt sự luôn. Giờ đi tìm một cái hang thôi. Đó, bây giờ các bạn để ý đi. Mấy Pokemon này hết dám kêu chiến mình rồi. Tại vì mình cấp cao hơn á nên không có dám kêu chiến mình á. Chỉ có mình kêu chiến mấy Pokemon đó thôi. Ui, hôm nay có 17 luôn nè. Thử các bạn ơi. Vừa đi tìm hang mà... Ui, không. Nhầm rồi. Charmander mới đúng. Đây, Charmander, nhà vô. Đây nè. Ý, Pikachu. Cái radar phía góc trái kìa. Ui, mà không đánh với bóp trái đâu. Mình muốn đánh với Pikachu cơ, mình muốn bắt Pikachu. What? Bóp trái hút một phát. Em Charmander mình mất hết máu luôn rồi kìa. Mạnh vậy. Để mình hồi máu cho em Charmander của mình cái đã. Đây nè Pikachu này các bạn ơi. Đỡ phải chạy lại chỗ ban đầu mà mình gặp ấy. Mình sẽ triệu hồi em Charmander ra một cái nè. Hệ điện mà đánh với hệ này chắc cũng hơi khó nha. Ủa hệ lửa đánh với hệ điện cũng hơi khó nha. Nhưng mà mình sẽ thử. Vì mục đích là có thể bắt đem Pikachu. Ủa nhưng mà không cho đấu nè. Sao buồn vậy? À đây, đỡ rồi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái vuốt nha. Tại vì vuốt thì là đòn đánh vật lý á, nên mình nghĩ sẽ tấn công được hệ điện dễ dàng hơn. Chứ dùng lửa là không có xi nhê đâu. Tiếp tục dùng vuốt thôi. Mình có tới tận 3 Pokemon lận, nên mình nghĩ vẫn có thể thuần phục được em Pikachu này. Và làm bạn đồng hành. Giờ thì mình sẽ đổi sang em Clefairy nha. Thử coi em này tấn công có tốt không. Hồi nãy mình nhìn... Hồi nãy mình nhìn phần kỹ năng á, mình thấy đó, mình dùng xong nè. Không có gây được sát thương luôn á. Khá là buồn luôn. Vậy làm sao giờ? Hay là mình đổi sang em Charmander tấn công lần cuối nha. Em Charmander yếu lắm rồi. Nhưng mà phải cố gắng lên Charmander ơi. Vì người bạn Pikachu của chúng ta. Rồi, móng vuốt nữa nè. Rồi luôn, Charmander. Chịu không nổi rồi. Vậy mình sẽ đổi sang Fanpy nhá. Fanpy cũng khá là khỏe ấy. Mình sợ Pikachu chịu không nổi thì một... À đây, cơ hội là đây các bạn ơi. Mình sẽ lấy bóng chứa Pokemon ra. Khoảnh khắc mong chờ nhất là đây. Bóng chứa Pokemon. À, Pikachu chạy rồi. Nè, Pikachu chạy ra rồi các bạn ơi. Bắt lại.
bấm chú Pokemon một lần nữa nè. Ngoan đi mà Pikachu, ngoan đi. Chịu đi. Yes. Được rồi các bạn ơi. Ui, về nhà liền. Để mình chạy vô trong nhà cái các bạn ơi. Vô trong đây nè, để mình cho em Pikachu hồi đầy máu lại cái đã. Cuối cùng thì mình cũng đã bắt được Pikachu rồi các bạn ơi. Và mình đã có bao nhiêu hệ rồi ta? Coi nào, hệ lửa nè, hệ điện nè, một hệ của em Clefairy mà mình chưa biết nè, cũng như là em Flamie nữa, là được 4 em Pokemon và 4 hệ khác nhau luôn, quá là đã. Chắc sắp tới mình sẽ ưu tiên luyện hai em, thứ nhất là em Charmander, thứ hai là em Pikachu nha, tại vì mình cũng khá là thích Pikachu ấy. Rồi giờ thì trở lại với công việc đi tìm một cái hang rồi các bạn ơi. Gần cái chỗ mình ở á, nó còn có một cái khu vực đầm lầy nữa các bạn ơi. Để coi coi bên kia có cái Pokemon nào mà khi mình chiến đấu á, rồi là bóng chất nhờn không nhá. Tại vì hiện tại mình cũng đang khá là cần những cái quả bóng chất nhờn á. Ui nhưng mà bên kia có mía kìa. Ok lấy mía, ok lấy mía các bạn ơi. Ui Pokemon mà cấp 20 mà bé xíu vậy. Ui không được khinh thường mấy Pokemon nhỏ nhỏ vậy nha, mấy Pokemon nhỏ nhỏ như vậy chứ mạnh lắm luôn ấy. Rồi lấy mía về nè, để chuẩn bị cho công việc sử dụng sắp tới á. Ui và phía dưới lại là một con boss kìa. Sáp A là con Pokemon mà ở tập trước mình đã chạm trán rồi. Khá là mạnh ấy. Cầm một cái cục đá hay cái khối gì đó màu xanh lá cây các bạn ơi. Nhìn mà cũng rất là hung dữ luôn. Thôi tốt nhất là không nên lại gần mấy Pokemon đó đâu, lỡ mà khiêu chiến thì tội mấy em Pokemon của mình. Mục tiêu của mình á là tìm thêm những loại khoáng sản đặc biệt khác, với cả là tìm được kim cương thì càng tốt á. Vì mình cũng đang rất là cần kim cương các bạn ơi. Hướng này có vẻ không có khoáng sản rồi. Và đây là Gastly. Ui một Pokemon lạ nè mình mới gặp luôn. Để mình sẽ triệu hồi ấy không phải em này. Charmander đi, tại vì Charmander chưa lên cấp nè các bạn ơi, với lại chưa có tiến hóa luôn ấy. Rồi khiêu chiến thử xem. Rồi đầu tiên là móng vuốt đi, tại vì mấy không biết Pokemon này hệ gì nữa ta. Để mình đổi góc để cho các bạn dễ dàng quan sát hơn nhá. Ui chết rồi, sao đánh ở phía trên rồi. đây, đứng góc này là có thể quan sát được nè. Rồi. Ui nhưng mà em này mình dùng đòn đánh vật lý thì lại không xi nhê các bạn ơi. Tại vì em này là Gastly hả? Ồ em này giống như không khí vậy á. Thử đốt thôi có được không? À mình phun lửa thì được. Vậy là tùy theo Pokemon cũng như là tùy hệ thì chúng ta sẽ sử dụng những kỹ năng sao cho nó hợp lý các bạn ơi. Và mình đã đánh bại được em đó rồi. Wow, được thêm 100 mấy kinh nghiệm luôn. Em này sẽ rơi ra nước mắt gas cũng như là các linh hồn. Wow khá là tốt quá nha. Và tranh thủ lúc này thì mình sẽ hồi máu cho em Charmander của mình liền, để không thôi em ấy mất máu nữa. Rồi và phía sau bên trong này thì nó đã có những cái aluminum. Cái này thì mình sẽ farm càng nhiều càng tốt, vì nó sẽ sử dụng trong công thức làm những cái đế bóng Pokemon đấy các bạn ơi. Bóng lúc đầu mình thuần phục mấy em này á là bóng chứa Pokemon thường thôi nên rất là khó khăn á. Nhiều khi mình phải đánh cho thật là yếu thì mới có thể thuần phục được. Và đây là một con boss nè. Hay là hôm nay chơi lớn ta. Mình lấy số đồng ăn hiếp yếu thôi chứ sao giờ. Mình 4 Pokemon, em nào cũng cấp 10 mấy hết trơn rồi á. Và con này nó cấp mấy ta? Boss này cấp mấy? Không có thấy cấp, nó chỉ biết là boss thôi à. Ui cái này là hệ ma hay sao nè. Dưới cái hệ hình cái lưỡi liềm này là hệ gì mình cũng chưa biết nữa. Nhưng mà thử nhá. Làm liều các bạn ơi, chịu hỏi em Pikachu trước đi. Đây mình sẽ đổi sang em Pikachu nè. Rồi test thử em Pikachu luôn nhá. Rồi, chiến đấu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng gì đây? Thunder Shock. Ui, sấm sét. Ui, nhưng mà nó one shot em... Em Pikachu rồi. Pikachu không đánh lại các bạn ơi. Charmander thì sao? Phun lửa nè. Vẫn không thấm luôn. Thôi hai Pokemon mạnh nhất của mình mà đánh không lại là mình xin rút lui các bạn ơi, chứ cố nữa thì cũng không có kiểu như là đánh bại được con boss đó đâu. Ui cái con sáp A đó nó mạnh thật sự các bạn ơi, quả thật là một con Pokemon boss có khác. Wow,
chưa hết đã gặp boss thứ dữ. Giờ thì chắc mình sẽ đào sâu xuống phía dưới hơn để tìm thêm những loại khoáng sản khác nhá, chứ ở trên cao như vậy tầng 50 mấy thì nó sẽ rất ít có những khoáng sản tốt luôn. Và ở đây còn thêm sắt nè, để mình đào nó số sắt này rồi đào thẳng xuống dưới tầng 11 luôn nhá. Ui, mình tìm thấy một cái hang rồi, và phía dưới có một Pokemon gì nữa kìa. Ui, hấp dẫn đó. Và có lava nữa nên mình cần phải cẩn thận hơn. Để tránh trường hợp rớt xuống lava là hẹo luôn á. Rồi, và xuống dưới thôi. Ui, có sắt nè, có kim cương không? Ui, thằng này nó có cái gì á? Ui, một loại khoáng sản mới, để mình đào ra thử coi. Ý! No. Trời ơi, mới gặp có một cái thôi mà nó cũng rớt xuống lava cho được nữa. Buồn không? Số nhỏ thiệt luôn á. Không ngờ ở dưới này có lava nó chờ sẵn luôn chứ. Ui, bên kia là crystal. À đây nè, đây nè. Mình chắc cú hơn, đổ lava, ủa đổ nước dập lava liền. Đâu rồi, nó bị rớt nữa. Và cái này là Firestone Shack, chúng để ghép thành cái viên đá lửa các bạn ơi. Một viên đá cái đó cho hệ lửa hay sao ấy. Rồi mình sẽ tranh thủ nhặt nốt mấy cái crystal cũng như là sắt này luôn nhá. Và restore mấy cái chỗ nào an toàn á thì mình cũng sẽ lấy một ít luôn. Vì trong đây á có một vài công thức máy móc nó cần có restore nên mình cần phải farm ngay từ bây giờ á, để sau này lỡ có cần thì còn có cái mà chế tạo. Và đây là một Pokemon mới nè. Đây là Pokemon. Ui, lạ vậy, cái này là hệ gì á các bạn? Hệ giống như là một cái viên gì đó bị nứt ra nè, với một cái viên gì đó rất giống một viên ngọc luôn. Mình cũng chưa biết rõ đây là hệ gì nữa. Và bé này là Lavita, cấp 19 luôn á, không đùa đâu. Rất là cao ấy. Ây trời ơi. Đổ nước ra liền các bạn ơi, để một hồi mình quên là mình thấy anh xuống lava mình tắm là chết đây. Rồi, có redstone nè, để mình lấy nốt số redstone này nhá. À, coi được bao nhiêu đây. Wow, được 17 luôn. Đào redstone thì nó ra khá là nhiều nên cũng rất là thích đào ấy. Chặn cái nước này coi, đi vướng quá. Và bên kia là một Pokemon khác nữa kìa. Wow, được thì sợ. Rồi, đổ nước ra. Và bên đây là cái gì đây? Cái này là bạc à? Silicon các bạn ơi, chứ không phải bạc, silicon. Nè, nữa nè. À, mảnh bùm lửa, được, lượm mấy cái mảnh bùm lửa này nhá. Được mấy rồi? Được 5 rồi. Chính là mình có thể tạo ra được một cái cục đá hệ lửa nhá. Và phía dưới này nó cũng hết đường mất tiêu rồi. Thôi xong không, và đây là tầng thứ 11 luôn. Được á, được. Mình sẽ bật bản đồ lên cái, nghiêng nghía xung quanh coi. Phía bên đây nó có cái rờ viên nè các bạn. À, là mình dòng ngược qua đây ta. Ý, chưa, đây còn khoáng sản gì đây? Amethyst. Ui, ở dưới này cũng có Amethyst nữa nè. Trên, ui. Gheo du ye. Ui, Pokemon cấp 13, được. Pokemon này chắc mình có thể đánh lại được nè. Rồi, vào chiến thử xem. Ê, sao chạy rồi. Chiến đấu đi. Ủa sao kỳ vậy? À đây, đánh nhau rồi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ sử dụng kỹ năng quả cầu điện đi. Test thử kỹ năng quả cầu điện coi có được không. Ui, nhưng mà cái kỹ năng này không thể nào gây ảnh hưởng được cái Pokemon Gheowye này. Mình sẽ sử dụng kỹ năng Night Play coi. Hình như cái đó là tấn công trực diện hay sao các bạn ơi. Vẫn không xi nhê. Ủa, ý và sao Pokemon này được thêm cái dòng chữ PAR này nghĩa là gì ta? Discharge coi, chết rồi, hệ điện hình như không đánh được cái em Pokemon này rồi. Thôi xong rồi, Pikachu của tôi. Vậy thì lửa thì sao? Điện không xi nhê, thử lửa nè. Vuốt, móng vuốt. À, móng vuốt thì gây được sát thương. Nhưng mà em này trâu lắm, một vuốt chỉ kéo được có một tí tẹo máu thôi. Làm quả cầu lửa coi. À, cầu lửa thốn nè. Ui, tôi quýnh 1, ảnh quýnh tôi là 10 hả? Ui, Pokemon này kỳ vậy.
Mình đánh có mất con tí xíu máu mà đục mình một phát, em Charmander mình á muốn hẹo luôn. À thôi xong rồi, đánh Charmander mình không hẹo là mình kết liễu luôn nha. Ui một tí nữa. Ui em này còn một tí tẹo máu luôn ấy. Rồi phải cho em Banbi kết thúc rồi các bạn ơi. Kết thúc nè. Cuối cùng cũng đánh bại rồi, được 100 mấy kinh nghiệm luôn á. Được đá lửa với sỏi, ok lấy luôn. Và sau đó thì hồi máu cho mấy em Pokemon của mình cái đã. Tội nghiệp không, đánh con còn thôi mà ha. Phải tiếc, hai Pokemon á, bị thương thì mới có thể đánh bại được. Công nhận mấy Pokemon kiểu như ở dưới hang á, nó khỏe hẳn hơn so với trên mặt đất á các bạn ơi. Rồi giờ thì mình sẽ đào thêm một đoạn nữa để đi tới cái hồ lava to đùng đằng trước nhá. Ồ, mình tới cái hang rồi. Ở trong hang này có một Pokemon kìa. Ủa cái Pokemon nó nhìn quen quen ta. Phía trên này có ít sắt nè, để mình lấy sắt luôn các bạn ơi. Tại vì sắp tới mình dùng sắt cũng khá là nhiều á. Nên tranh thủ có thì mình sẽ farm nhá. Để sau này dùng thì đỡ phải chui xuống hang đào thêm. Rồi và kiểm tra kỹ phía. Ui gì đây? Diglett. Ui chết rồi, Pokemon cấp 20 lận. Thôi thôi thôi. Không chết. Rồi chết rồi, không cho mình chạy rồi. Cho chạy đi mà. Ở đây 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 đây, hên quá Pokemon đó cho mình chạy rồi. Ui phía bên này có Lulie nè. Và Pokemon đó là gì đây? Roren Rola. Cấp 9 hả? Nhỏ xíu nhìn dễ thương vậy, nhưng mà cẩn thận nha, rớt xuống lava là hẹo ấy. Cái tỷ mà kháng lửa thì không sao, mà không biết kháng lửa là coi như xong ấy. Không có giỡn được đâu. Là vậy. Ủa mình định đào nhưng mà thấy Pokemon đứng ở đó thì thôi mình sẽ không có đào đâu nhá. Để hồi Pokemon rớt xuống lava thì tội lắm. Rồi và mình sẽ khai thác nốt cái số file sát này để mình mang về nhá. Đây một nè, hai, cái đó thì không có đào được rồi. Biết Pokemon kia xuống hả? Để mình đào nốt đi. Ba nè, lượm thêm ít redstone luôn. Úi tính ra cũng khá khá redstone chứ bộ. Chưa chưa đầy 10 quặng các bạn ơi, mà mình đã gần được một stack rồi nè. Được 46 rồi. Ồ 50 luôn. Wow, nhiều thiệt sự luôn á. Rồi coi coi hướng này còn cái quặng gì khác. Ý chết rồi. Gatly nãy mình không cứu kịp. Thiệt tình luôn á, mình đã cảnh báo trước rồi. Gần lava thế nào cũng có một Pokemon hẹo cho xem. Vừa nói xong cái em Gatly kia rớt xuống lava mất tiêu luôn à. Mình đổ nước không có kịp nữa, thành ra không có cứu kịp được Pokemon đó các bạn ơi. Rất là đáng tiếc luôn. Rồi, phía trên này thì có em Diglett. Ý em này cấp 10 được được được. Nãy cấp 20 thì hơi ngán nhưng mà em này mới cấp 10 thì chơi nhá. Rồi, đầu tiên là quả quả bóng điện đi. Ui chết, hệ điện không có tấn công được em này. Vậy thì chết rồi, Pikachu mình toàn sử dụng kỹ năng là à đây đây, kỹ năng đánh thường nè. Tấn công trực diện thử xem. Không tấn công được luôn. Khó vậy thôi, chắc phải đưa em Charmander của mình ra ra tay rồi. Đây, Charmander ra tay nhá, chấp đánh trước một cái luôn đó. Rồi, phun lửa nè. Nó gọng lửa là phải như vậy chứ, phun một phát khủng cả khúc máu luôn. Rồi và cách lẻ hôm nay để có thêm phần thưởng nào. Được bao nhiêu kinh nghiệm đây? 115 kinh nghiệm. À, em đó rơi đất các bạn ơi. Rồi mình sẽ khai thác nốt cái số sắt này nhá. Wow, từ khi xuống hang càng sâu á thì mình sẽ có cơ hội gặp được nhiều Pokemon lạ hơn mà trước giờ ở phía trên mình đâu có gặp đâu. Xuống dưới hang mới mở mang được cái tầm hiểu biết á. Ở phía trên này nó còn có vàng nữa nè. Ôi như đây là những cái phôi vàng đầu tiên của mình. Wow, được á nha, lại lường lại lường. Rồi có thêm crystal nè, làm luôn á. Hướng này thì sao? Hướng này thì có redstone. Cẩn thận. Nhảy qua đây một cái. Gastly, lại một em Gastly nữa. Đừng 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 đừng. Ta nói không khéo lại lọt xuống lava nữa thì toang nè. Nghịch gì mà nghịch dữ không biết nữa. Rồi lấy cái cây đuốc để cho các bạn dễ dàng quan sát hơn. Ui Pokemon tay thỏ. Rồi lấy thêm Lulie nè. Cũng như làm ít tan nha, xíu mình làm thêm đuốc đi. Nhưng mà thực sự là dưới đây không có kim cương à.
Chết rồi, dưới đây không có kim cương rồi các bạn ơi. Ý, chưa. Mình thấy cái gì đó nữa. Nó ở phía dưới lớp lava. À, sapphire. Này có sapphire. Ấy có ruby nữa nè. Hấp dẫn, hấp dẫn. Nhưng mà mình cần kim cương hơn cơ. Mấy cái loại này thì từ từ mình đào cũng được. Phải chi giờ mà có kim cương thì hay ha. Đi nãy giờ cả buổi chờ dưới hang mà không cho viên kim cương nữa. Gọi cúp nó cũng hư luôn rồi. Làm cây mới liền cho nóng nào. Đó, mình biết thế nào mình cũng hư cúp à. Nên mình ha, đem theo rất là nhiều mấy phôi sắt các bạn ơi. Thoải mái mà hay chế tạo lại luôn. Rồi vào qua đây kiểm tra coi. Nhìn các diện thạch là nhìn hấp dẫn rồi đấy. Và hình như phía trên đầu mình là khu vực đầm lầy hay sao á. Các bạn thấy màu nước không? Nó hơi lạ lạ. Ừ, bên đây là cái chỗ mình đi rồi nè. Có cây đuốc bên kia kìa. Ủa đây đây đây. Có mảnh lửa nữa nè. Lượm luôn. Ừ, nếu đào cách này mà không có thì chắc mình đào kiểu truyền thống thôi các bạn ơi. Đó chính là đào thẳng đến khi nào gặp được kim cương thì thôi nhá. Chứ bây giờ mình tìm trong mấy cái hang á không có kim cương rồi. Vừa ngồi đây chế tạo cái cây cúp cái gặp được kim cương luôn nè các bạn ơi. Ui. Hên thiệt sự. Và coi coi được bao nhiêu viên đây. 3 viên nha, 2 viên là hơi bị ít đấy. Ủa 3 viên. Hấp dẫn các bạn ơi. 4 viên. 5 viên luôn. Ui. Được thiệt sự, được thiệt sự. Và phía trên đầu của mình á đang có một cái bokeh chest các bạn ơi. Hay là bây giờ mình sẽ trèo lên trên ta. Tại vì mục đích của mình á là tìm khoảng 3 viên kim cương để làm một cây cúp kim cương đạt hết nhiệm thạch thôi. Nhưng mà giờ thì có tới 5 viên luôn rồi. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi giờ thì hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở lên trên để nhặt được cái bokeh chest đó nha. Ui chết rồi, nước tràn, nước tràn, nước tràn. Mình xuất hiện ngay cái hồ luôn à. Ui may thiệt, may thiệt. Cảm sao vẫn trèo lên trên được. Và cái bokeh chest nó đang ở hướng bên này nè các bạn ơi. Radar đang chỉ về phía trước nên mình sẽ tiến lại gần hơn nhá. Ui, đây có Pokemon Corphish nè. Hay là mình sẽ thử chiến đấu ta. Em này chắc là hệ nước rồi đúng không? Đúng rồi, hệ nước thì đưa Pikachu ra là hợp lý. Rồi, xuất hiện đi Pikachu và chiến đấu thôi. Mình sẽ cho em này một cái skill đó chính là Thunder Shock đi, Thunder Shock nè. Boom, ngủm liền. Hệ nước mà gặp điện ra là coi như hẹo nha. Và được một cái fresh water cũng như là cá. Ơ nhưng mà giờ mình đầy đồ rồi. Mình sẽ vứt cây đuốc này đi, ban ngày vứt đuốc cũng được để nhặt một món gì đó vô trong cái đã. Vứt cái silicon luôn đi. Rồi con cá thì mình sẽ vứt cái vứt 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 đá cuội rồi. Ơ mà có phí không ta? Thôi kệ, để có cá ăn được một xíu là cũng là ok rồi. Và giờ thì mình sẽ tìm cách đi qua bên kia nhá. Một cái chết đang rất là gần đối với mình rồi đó. Nhưng mà phải băng qua cúp xong nữa ta. Ok, giờ mình sẽ cố gắng vượt xong để tiến tới gần hơn cái một cái chết nhá. Và cuối cùng cũng lội qua xong được rồi các bạn ơi. Đây chính là bokeh chest của chúng ta, không biết rơi ra cái gì đây. Hy vọng là rơi ra một một quả bóng. Ui rơi ra cái gậy hay cái gì á? Stick, trời ơi rơi ra cái gậy. Gậy này dùng để làm gì? Có công thức liên quan không? Không có công thức liên quan luôn. Ui trang bị vô được nè. Ui gậy đó trang bị vô được cho Pokemon các bạn ơi. Master Chest. Nó cũng kế bên thôi. Được, 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 qua bên kia thôi các bạn ơi. Master Chest đây. Và đây là Rub... Group... Group Pin. Ui... À... Xong đợi rồi. Mình sẽ tặng Group Pin một chiêu cầu lửa nè. Hẹo luôn. Quá là mạnh mà. Và mình sẽ nhận được cái gì đây? Ý, lên cấp luôn rồi. Ủa, học được chiêu mới luôn nè. Raiden Gray các bạn ơi. Mình sẽ loại bỏ bớt một cái skill nào đó đi các bạn ơi. Thay thế luôn. Nhận hết.
Ui. À, em Charmander của mình tiến hóa rồi nè. Ui, tiến hóa rồi nè. Charmander Leon. Được khi sử Charmander Leon các bạn ơi. Wow, có skill mới nè, Raiden Gray các bạn ơi. Kể được bao nhiêu sát thương đây? À, cũng không biết nữa. Mà tạm thời thì mình thấy khá là ok rồi đó. Được kỳ sự, được kỳ sự. Cái màn nhện thì mình cũng sẽ nhặt luôn đi. Nhiều khi cái đó lại hiếm á. Rồi, vô bên trong em ơi. Chưa, cho em này vô trong cái đã. Ê da, nhầm. Vô trong. Và lại gần cái Master Chat thôi. Ở đây có em Pokemon cấp 11 á. Thôi, mình sẽ tạm thời tha cho em đó đi. Lại gần Master Chat vẫn ok hơn. Nếu như mà mình đủ may mắn á, có thể nhặt được Master Ball, quả cầu có thể bắt được ha. Tỷ lệ bắt á là 100% á các bạn ơi. Rất là VIP luôn. Đây có mấy cái cây gì nữa nè. Nhưng mà mấy cái cây này hình như mình nhặt không được. Tại vì mình hết ô rồi. Để từ từ mình sẽ nhặt sau các bạn ơi. Giờ thì sẽ băng qua kia trước cái đã. Wow, ở đây có thêm mấy cái African nè. Màu xanh này mình có rồi. Màu đỏ cũng có rồi. Mấy cái loại nào có rồi thì mình sẽ không cần lấy cũng được các bạn ơi. Mấy cái loại nào mình chưa có thì mình nên lấy mang về. Và đây chính là cái chỗ Master Chest của chúng ta. Có đường vào không? Đây, đường vào luôn. Ui, đây chính là quả bóng nè. Hy vọng là rơi ra một cái gì đó thiệt là VIP. Gửi ra cái đĩa rồi. Cái đĩa này nếu mà mình không có xài á, mình cũng có thể bán kiếm tiền á các bạn ơi. Rồi sử dụng tiền để mua mấy quả bóng Pokemon cũng được á. Cũng khá là hay. Ủa, và đây là bộ... Ê, có thêm một cái Pokechat nữa nhưng mà nó xa quá hả? Cách mình tới 100+ ô lần á. Ui, và bên kia là cái gì đây? Một ngôi làng. Ui, mình gặp được ngôi làng rồi nè. Ý. Jackie, anh này anh Jackie các bạn ơi. Wow, ơi, anh này mặc đồ vest nè. Anh này là Braden. Wow, gặp được ngôi làng luôn. Hay là mình qua đây mình ở ta. Ui, bên đây cũng có chỗ cửa hàng nè. Ui, cái này là bán mấy cái thư hả? Ui, tôi đâu có nhắn tin hay gửi thư cho ai đâu. Ui, cái này là bán nè. Mình có thể bán một cái đĩa này với giá 6.250 tiền. Oh my god. Wow. Nên ông ta. Không được. Mình không để đồng tiền là mờ mắt được. Nhưng mà tiền nhiều thiệt các bạn ơi. Bán luôn đi. Mình đâu có dùng làm gì đâu. Bán luôn. Giàu to. Làm giàu không khó đâu các bạn ơi. Chưa hết mình đã được bao nhiêu rồi. 6.200 tiền rồi nè. Chị này coi. Wow, 6.200 là quất được tới 5 trái Ultra Ball đấy. Được thì xử. Có nên mua không ta? Chắc mua trước 1 trái đi các bạn ơi. Mua trước 1 trái mình khoái Ultra Ball lắm. Đây là nè, các bạn xem thông tin nè. Ý, không phải Master Ball mà. Chết rồi. Mình nhớ nhầm rồi, Master Ball mới là tỷ lệ 100%, còn Ultra Ball nó chỉ là 2x thôi. No. Nhớ cũng nhớ nhầm nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, lỡ mua rồi chứ biết sao giờ. Mà cái này là tiền free mà, tiền free cũng không lo các bạn ơi. Cái này mình có thể mua được mấy cái chai soda nè, rồi nước chanh nè, rồi sữa nè, berry juice nè, nước ép berry các bạn ơi. Còn này là ai đây? À, mấy cái này là kiểu như mấy người sao ta? Đi huấn luyện Pokemon giống như mình vậy á. Để mình trang trí cho cái ngôi làng luôn nhá. Ui, có nhà bác hơi rèn luôn. Ngôi làng xịn thiệt sự. Có 500 nè. Steel gem. Có giáp luôn. Có một cây hammer. Ui, cái này quá là lý tưởng các bạn ơi, chắc mình phải dời qua đây sống thôi. Vì bên đây á vẫn có chỗ để mình có thể chữa trị vết thương cho mấy em Pokemon của mình. Ui, có chị y tá luôn nè. Wow. Quá là đã luôn. Bình thường mình phải tự chữa trị, nay có chị y tá luôn. Được khi sự, được khi sự.
Chứ điều mình không có giường để ngủ thôi. À, mình có cách, mình có cách. Đợi mình xíu nha. Đây, ở đây thì mình sẽ đặt một cái điểm là village nha. Đó, lưu màu gì đây? Màu gì dễ biết? Đây, màu xanh lá cây luôn. Sau đó thì mình sẽ dùng cái bản đồ nè, trở lại cái nhà của mình. Lụm cái giường rồi qua kia sống thôi chứ sao. Có nơi ở mới mà các bạn. Đây đây đây, lấy cái giường nè. Rồi, sau đó thì trở lại cái ngôi làng. Và lại nhà của cô y tá thôi. Đây đây đây, đây chính là nhà của cô y tá nè. Mình không vô chỗ cô y tá đâu, mình sẽ ngủ bên ngoài giống như vậy. Ngủ thôi, vậy là cái điểm spam boy của mình chính là ngôi làng này. Một ngôi làng rất là tuyệt vời các bạn ơi. Nhưng mà đồ mình nó hơi bừa bộn quá, nên chắc mình sẽ dọn dẹp đồ trước khi làm cái công việc tiếp theo nhá. Mình đang dọn dẹp đồ gặp ông già Noel này các bạn ơi. Còn bắt chuyện với mình nữa, đúng là mấy người dân trong làng này á, rất là thân thiện luôn á. Nhưng mà mình cần phải trở về cái chỗ cũ của mình một tí cái đã, vì bên đây còn một ít sắt mà mình chưa có lấy nè, cũng như là những loại khoáng sản khác á. Mình sẽ lấy những thứ này và mang theo. Bên cạnh đó thì mình sẽ chế tạo thêm cho mình một cái đè nhá, theo công thức giống như vậy nè. Bên làng thì đã có cái cây nọn rồi, cái cây hammer rồi á, nên mình cũng không cần phải chế tạo thêm đâu. Trở lại ngôi làng thêm một lần. Rồi sau đó trèo lên nhà bác Hợ Rèn cái đã. Đặt cái đè xuống luôn nhá. Nhà bác Hợ Rèn là phải có cái đè đàng hoàng mới được. Đập cục này luôn đi, thay bằng cái đè giống như vậy nè. Đó. Và cái đè này là cái đè chuyên dụng của mình nhá. Nhưng mà mình sẽ mượn cái cây hammer cái đã. Đây hammer đây. Rồi sau đó mình sẽ xuống phía dưới á. Thông thường mình phải mua bóng Pokemon đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình có thể làm những cái không phải. Đây nè, những cái Iron Disc giống như vậy nè. Với cái này á, thì mình sẽ làm được cái phần đế của cái quả bóng chứa Pokemon đó các bạn ơi. Nhưng mà mình cần phải đập ra khá là nhiều ấy. Có Black Apricorn nè, mình sẽ trồng thêm. Rồi đây mình sẽ làm mẫu cho bạn xem nhá. Đặt xuống giống như vậy nè. Sau đó lấy cái cây nọn này nọn thôi. Úi. Ủa nọn như thế nào nhỉ? Mình cũng không biết nọn nữa. À đây nọn nè, đó các bạn đi nhá. Đó, nó đang sẽ bo tròn từ từ á, là được nè. Iron Base, với cái này á thì mình có thể kết hợp với những cái leaf ở phía trên á, là tạo ra cái quả bóng chứa Pokemon rồi, rất là đơn giản luôn đúng không? Giờ thì mình sẽ ngồi đây nện thêm một vài cái Iron Base nữa nhá. Ui, đang ngồi nện thì phía bên trái á các bạn ơi, nó xuất hiện một cái Ultra Wormhole các bạn ơi. Cái hố kiểu như cái hố á. Để từ từ mình sẽ nện nốt cái số Iron Bay này cái đã. Tại vì mình đang nện dở ấy. Rồi, và cái cuối cùng nè. Còn cái nắp thì từ từ, tại vì bây giờ mình chưa có đủ những cái quả Apricorn á, nên chưa có làm được cái phần nắp. Ui, coi cái hố kìa. Nhưng mà mình không biết cách ra ấy, mình sợ mình vô được nhưng mà ra không được là ngụm của tỏi bên trong luôn ấy. Không đùa đâu. Mình còn chị tá này với mấy em Pokemon chưa có huấn luyện thành công nữa. Nhưng mà cạnh đây nó có cái Pokechat này các bạn ơi. Để mình ra mình mở nhá. Ra cái gì đây? Có cái đĩa, đi bán tiếp. Giờ có đĩa mình lại mấy cái em chị mua hàng này là mình bán liền. Cơ hội làm giàu là đây chứ đâu. Rồi. Lại một cái Master Chat kìa. Đây, chị này có mua không? Đây, cái này bán được 1.200 đấy. Ui, được thiệt sự, bán luôn. lại có tiền. Làm giờ không có các bạn ơi. Và phía bên kia còn một cái Master Chat nữa kìa. Để mình ra mình mở thử coi, thử vận may các bạn ơi. Nếu mà nhân phẩm mình thấy cao cao thì mình có thể mở ra cái Master Ball đi bắt một cái em Pokemon. Em này em Pikachu mà, mình có Pikachu rồi, hay là đổi Pikachu nè. Thì mình sẽ đổi Pokemon nha, lấy Pikachu ra. Rồi, xong rồi. Vậy là mình đã chiến thắng Pikachu rồi các bạn ơi. Và nó sẽ rơi ra Pikanium Z. Ui, mình được cái gì nè. Ui, cái này dùng để làm gì vậy? Nó không có công thức chế tạo liên quan nhưng mà để vô đây được không? Được luôn. Ui, hình như mấy cái này nó sẽ cường hóa cho Pokemon hay sao ta?
mình cũng chưa rõ nữa, nhưng mà nó sẽ kiểu như là giúp cho chúng ta có thể đặt vào cái slot này, mình nghĩ nó sẽ búp thêm á. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã có một cái khu vực để mình chế tạo ra những cái đế của gọi bóng chứa Pokemon nè, gặp được một ngôi làng với những chị mua hàng á rất là dễ tính, bán đồ có thể nói rất là hợp lý luôn, và một nơi ở mới cùng với cô y tá dễ thương ở đây nhá. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng di dời hết đồ ở bên kia qua bên đây để cùng nhau sinh sống với ngôi làng và những người bạn mới nữa. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.